Tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như Facebook của LB Audio, và ngày hôm nay em sẽ test cho bác nghe con đài của Sony CFD 700, sản xuất vào năm 1989, tức là đã nay cái đây đã 30 năm rồi, nhưng mà hình thức về em này là vẫn còn rất là đẹp. Thì chứng tỏ một điều là ở dàn này được sản xuất tại Nhật và được sản xuất với chất lượng cực kỳ tốt, nên 30 năm trôi qua thì hình thức em này vẫn còn rất là đẹp. Giờ em sẽ test cho các bác nghe nhé. Beautiful fire had a double time in a deep dark night. My gem is special beyond all words, strong as any man, a stone in the earth, sharp as any razor. Trên đây chúng ta có thể điều chỉnh, nó được gọi là 4 band graphic highway laser, thì chúng ta có thể chỉnh theo sở thích âm nhạc của ta, tức là gu âm nhạc của ta như nào thì chúng ta sẽ chơi như thế đó. Ví dụ như này á, thấy không các bạn, phần âm ba trầm của nó được xử lý tốt hơn này. Điều đặc biệt của em này là ngoài hai lo toàn giải 10cm ở phía trước, nó còn có một cái lo sub đằng sau. Đây là cái sub đằng sau của em nó. Sub này là khoảng tầm 8cm. Em sẽ quay cận cho các bác xem nhé. Đây à, các bác thấy lo nó không? Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe. Đây là một trong những cái dàn đáng để sưu tầm, thì với mức giá chỉ khoảng tầm 2 triệu thì các bác có thể sở hữu em này rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại. Nếu thích kênh YouTube của LBRO thì các bác hãy đăng ký để cập nhật tất cả những cái dàn âm thanh mới nhất, cũng như những bài review đánh giá và chất âm của từng em một cách chi tiết. Xin cảm ơn tất cả các bác.